này các thiên tử ta quán nghĩa này tâm thường hướng đến chỗ vắng lặng chẳng ưa thuyết pháp vì sao vì pháp này sâu xa khó thấy khó biết chẳng có thể suy tầm vượt cảnh suy tầm vi diệu vắng lặng người trí tuệ thông minh mới có thể hiểu được chẳng phải hạng người tầm thường trong thế gian có thể tín thọ đó là bát nhã ba la mật đa sâu xa tức là quả vị giác ngộ cao tột mà như lai ứng tránh đẳng giác đã chứng này các thiên tử quả vị giác ngộ cao tột như thế không thể chứng chẳng phải đối tượng để chứng không có chỗ chứng không có thời gian để chứng này các thiên tử pháp này sâu xa mầu nhiệm chỉ xuất hiện độc nhất chẳng phải là pháp mà thế gian có thể sánh kịp này các thiên tử vì hư không sâu xa nên pháp này sâu xa vì chân như sâu xa nên pháp này sâu xa vì pháp giới sâu xa nên pháp này sâu xa vì pháp tánh sâu xa nên pháp này sâu xa vì tánh chẳng hư vọng sâu xa nên pháp này sâu xa vì tánh chẳng đổi khác sâu xa nên pháp này sâu xa vì tánh bình đẳng sâu xa nên pháp này sâu xa vì tánh ly xanh sâu xa nên pháp này sâu xa vì pháp định sâu xa nên pháp này sâu xa vì pháp trụ sâu xa nên pháp này sâu xa vì thật tế sâu xa nên pháp này sâu xa vì cảnh giới hư không sâu xa nên pháp này sâu xa vì cảnh giới bất tư nghỉ sâu xa nên pháp này sâu xa này các thiên tử vì vô lượng vô biên sâu xa nên pháp này sâu xa vì vô khứ vô lai sâu xa nên pháp này sâu xa vì vô sanh vô diệt sâu xa nên pháp này sâu xa vì vô nhiễm vô tịnh sâu xa nên pháp này sâu xa vì vô trí vô đắc sâu xa nên pháp này sâu xa vì vô tạo vô tác sâu xa nên pháp này sâu xa này các thiên tử, vì ngã sâu xa, nên pháp này sâu xa, vì hữu tình sâu xa, nên pháp này sâu xa, vì dòng sanh mạng sâu xa, nên pháp này sâu xa, vì khả năng sanh khởi sâu xa, nên pháp này sâu xa, vì sự dưỡng dục sâu xa, nên pháp này sâu xa, vì sự trưởng thành sâu xa, nên pháp này sâu xa, vì chủ thể luân hồi sâu xa, nên pháp này sâu xa, vì ý sanh sâu xa, nên pháp này sâu xa, vì nho đồng sâu xa nên pháp này sâu xa, vì khả năng làm việc sâu xa nên pháp này sâu xa, vì khả năng thọ quả báo sâu xa nên pháp này sâu xa, vì cái biết sâu xa nên pháp này sâu xa, vì cái thấy sâu xa nên pháp này sâu xa. Này các thiên tử, vì sắc sâu xa nên pháp này sâu xa, vì thọ tưởng hành thức sâu xa nên pháp này sâu xa.